they make a flower. Yeah, they make a flower. How did they do that? I don't know. It's like the straw wrapper. They made it into a flower. Wow. Chúc mừng năm mới. Yeah. Bên đây là gia đình tập trung ăn ăn tiệc ở Thái, nhà hàng Thái để mà tổ chức chúc mừng năm mới đầu năm cho chúc tất cả mọi người năm mới với là hạnh phúc vui vẻ và sự như ý. Chúc vợ chồng tân thu với thì là với xin là sang năm là xin lì đó, sang năm là tiền vô như nước, sức khỏe dồi dào. Ok, cảm ơn anh, đi du lịch nữa nha. Cảm ơn anh Thảo. Người năm mới là sức khỏe dồi dào nha, tiền vô như nước nha, quan trọng là sức khỏe. Đó, chụp tấm nè. Emily, what do you say? What do you say? Ah, it's a tingle. Oh, thank you so much. Can you order? Wow, we have something to order, huh? Yeah, and Minh Điền món gì vậy? Pakimao. Try some meat. With chicken. Medium. One order, right? Yeah. Oh, actually, that one, can you do mayo? Mayo? Yeah. Pakimao, chicken mayo. Okay. Let's see now. Oh, yeah. Can I get chicken pad thai? Chicken pad thai? Mayo? Yeah. I like spicy. Medium. All mild to medium. This one is like kind of special beef. Cái này ăn rồi sao? Stay with you. Oh wow! Chú Tân cho em ở đây kìa. Ăn quay lắm. Chúc mừng năm mới cả nhà nha. Cả nhà ở Việt Nam nha. Rồi cả Seattle nữa. Chúc mừng năm mới anh chị. Sức khỏe dồi dào và sự như ý. Try again. Từ cái small mà vậy cho thành cái này là quen anh quen với lại Mindy với Emily cho Ly với lại Cindy. Thank you.
lịch.